Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Làm Như Thế Nào. Trong ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập kéo xô sau đầu, not pull down behind your neck. Bài tập này sẽ tác động lên các vùng cơ, bao gồm cơ xô, phần bắp tay trước, lưng giữa và vai. Để thực hiện động tác này, đầu tiên các bạn hãy ngồi xuống trên máy kéo cáp gắn thanh ngang. Các bạn hãy chỉnh đệm gối cho phù hợp với chiều cao của mình. Phần đệm gối có tác dụng giúp cho giữ cơ thể của bạn không bị nhấc lên khi kéo cáp. Tiếp theo, chúng ta nắm lấy thanh ngang, phần tay cách nhau rộng hơn chiều rộng của vai, lòng bàn tay hướng về phía trước. Chúng ta ưỡn ngực, hơi nghiêng người về phía sau khoảng 30 độ để có thể tác động lên cơ xô một cách tốt nhất. Đây sẽ là vị trí bắt đầu của động tác. Tiếp theo, các bạn sử dụng cơ xô kéo tay cầm xuống trong khi siết cơ bả vai. Phần thân người cố gắng không di chuyển và từ từ kéo thanh đoàn về phía sau đầu. Giữ khoảng 1 giây ở vị trí co cơ trong khi siết cơ đoàn vai vào với nhau. Sau đó, trong khi hít vào, các bạn từ từ đưa thanh ngang trở lại vị trí bắt đầu. Gợi ý, các bạn hãy tập trung siết vào phần cơ lưng khi chúng ta đang ở vị trí trên cùng. Nhớ giữ cho phần thân cố định. Với động tác này, phần cẳng tay chỉ làm việc để giữ thanh ngang. Do đó, các bạn không kéo thanh ngang xuống bằng cẳng tay. Tiếp theo, các bạn lặp lại động tác cho đến khi mình đạt được số lần yêu cầu. Trên đây mình đã hướng dẫn xong các bạn các kỹ thuật của động tác Shed Arm Pull Down. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.